Đây em giới thiệu cho anh em, những anh em mà thích làm chụp xới, bông xới mà xài mặt bích đó anh em. Ở những anh em mẹ như ở ngoài Bắc nha, anh em trong Nam cũng có xài nhưng mà ít. Trong Nam ở tụi em là xài cái loại chụp thứ này đó, mời anh em xem tham khảo anh em ngoài Bắc nha, chứ anh em trong Nam thì biết cái này rồi. Có những anh em trong Nam là sẽ biết cái này, có những cũng có người chưa biết và người đã biết rồi. Cũng mời anh em vô xem cái video của em và em giới thiệu với sản phẩm này với anh em ở ngoài Bắc nha. Sản phẩm này ở ngoài Bắc thì em ít thấy anh em sử dụng loại này, anh em toàn là nhờ em làm chụp xới mặt bích không. Mà bữa nay em sẵn cái này em đang làm cho mấy ông khách em làm, tới hai bông xới màu màu cam với màu xanh. Hôm qua em quay video cho anh em xem đấy, là xài cái chụp này đây. Cho nên hôm nay em đang hàng cái chục này, chục xới này, bông xới này. Cho nên em sẵn em giới thiệu cho những anh em ở ngoài Bắc về sản phẩm này, để anh em có thể áp dụng vô cho cái chục xới mặt bích của anh em thường hay kia em làm xới mặt bích đấy. Mặt bích mà xài 6 dao á, anh em 4 dao giờ lên 6 dao. Anh em có thể áp dụng cái này cho cái ngoài vùng đất ngoài Bắc của anh em được đây. Mời những anh em ngoài Bắc vô xem nha. Anh em ở trong Nam có người biết những người không cũng mời vô xem cái video của em luôn. Đây em giới thiệu với anh em ngoài Bắc nha. Và cho những anh em chưa biết về cái mặt cái mẫu chụp xới này. Đây là chụp xới chân nướng to nghe anh em. Đây là chân nướng to. Chân nướng to. Mình xài găng to hơn. Dây, lấy giùm chú Mai cái răng xới gì nhỏ là gì? Mình để em giới thiệu với anh em cái răng nha. Cái răng xới á, nhỏ nhỏ một cái à, ở trên nó coi, ở trên nó nói đây em giới thiệu với anh em luôn để cho anh em phân biệt được cái loại này. Có những anh em mà xài cái trục xới mặt bích đấy, đây mời anh em xem cái công nghệ mà của miền Nam tụi em, có kỹ thuật của miền Nam đây. Găng này rất nhỏ nha anh em, găng này găng nhỏ của anh em là găng nhỏ, găng của em làm cho anh em xới nước nè, găng nhỏ thôi. Đây là em xài găng to, rất bự hơn anh em nè, bự rất bự anh em, rất bự, bự hơn rất nhiều. Em giới thiệu cái video này cho anh em ở ngoài Bắc không? Và những anh em trong Nam có người biết và người không nha. Cái kỹ thuật này là của người trong Nam tụi em, mời anh em ngoài Bắc vô xem để anh em nào có nhu cầu áp dụng em hân hạnh được phục vụ anh em luôn. Đây là chân nướng rất to nha anh em nè, chân nướng to, răng to luôn. Thay vì anh em ở ngoài Bắc là thường hay gọi em làm cho anh em là cái chục xới mặt bích 6 dao, cái này cũng vẫn là 6 dao nghe anh em, vẫn là 6 hàng, vẫn là 6 dao bình thường, nhưng mà xài răng to. Anh em có thể xới sâu phá lâm như anh em ở ngoài, cũng như anh em ở trong Nam tụi em hay phá thôi. Mời anh em ở ngoài Bắc sử dụng cái loại này, ở xưởng em làm. Chân nướng to nghe anh em, rất to, nướng rất to nghe anh em. Đây em giới thiệu luôn, tại em đang làm hai cái bông ở ngoài, hai cái thùng xới Isaki với thùng xới Shibuga của ông khách hôm qua em quay cái video cho anh em xem buổi chiều đấy. Sẵn em giới thiệu với anh em cái mặt hàng này luôn đó, để anh em ở ngoài Bắc. Cái răng này em làm răng to 2 tấc 2 nghe anh em, 2 tấc 2, căn bản rất to là dày nè, cực kỳ dày, y gan như cái răng mà của anh em thường hay mua để mà gắn vô chụp xới mặt bích đấy. Nhưng mà cái đó là nó loại tại cái mặt dĩa cho nên phải ngắn của em làm tới 2 tấc 2 dài. Mời những anh em ở ngoài Bắc vô xem cái công nghệ sản phẩm của miền Nam tụi em. Em xin giới thiệu sẽ nhờ có anh em nào có sử dụng cái sản phẩm này, em sẽ hân hạnh được phục vụ mang về ngoài Bắc để cho anh em sử dụng. Xới cũng giống như chục xới mặt bích mà ngon chục xới mặt bích nữa nghe anh em. Ngon chục xới mặt bích nữa. Anh em xới mặt bích nó có cái mặt bích nó sẽ cản đất nhiều hơn, còn này nó không có chưa không không có mặt bích, nó không có cản đất. Nó cũng giống như là 6 dao như anh em thôi. Mời anh em xem cái kỹ thuật này anh em ở ngoài Bắc nha. Xem rồi có thể áp dụng được và mai hân hạnh được phục vụ anh em nha. Anh em nào có nhu cầu hân hạnh được phục vụ. Hoàng Mai 0907 790079.
rưỡi tầng 2.